Xin chào mọi người đang xem kênh của Tiên nha. Hôm nay Tiên sẽ làm món bánh xèo miền Tây cho em chồng ăn thử. Và hôm nay mình có biến tấu thêm là con mực. Đây là mực đặc sản của đảo Ui Lưng ở tỉnh Trần Sa Múc Tô nha mọi người. Đây, Tiên mới đặt về còn tươi rói luôn. Mực này rất là ngon, đặc sản của tỉnh Trần Sa Múc á. Còn đây là hẹ. Hẹ này là hẹ của Pô Hang, thành phố Pô Hang, cũng của Trần Sa Múc Tô luôn mọi người. Hẹ rất là tươi ngon luôn. Thì cái tỉnh này là có hai món đặc sản này đó. Hôm nay mình sẽ làm cho em chồng ăn thử nha. Bánh xèo miền Tây kèm đặc sản Hàn Quốc. Bây giờ hai chị mình gửi hẹ cho mọi người. Wow. Ôi, hẹ thơm quá. Thơm với mọi người. Dài. Đó, tươi ngon ha. Để cho gà chứ. Dạ. Hôm nay mình muốn không có gì mà được quá chị. Đã làm sẵn cho mình luôn, tươi ngon dễ sợ mọi người. Ồ, chính là 맛있게 생겼다 근데. Nhìn nhiều nước miếng luôn á, nó ngon á. Hàn Quốc thì ổng ăn luôn đó. Nè. Ở bên Hàn Quốc mình muốn ăn mực là phải ăn mực của đảo Ui Lưng. Ờ. Xinh xinh nha, xinh xinh nha. Rồi. Mực 봅시다 이제. Mực nhìn nó ngon hơn tươi. Mùi gì? Củ sắn đó chị. Mùi. Thì cái sắc sắc hay à. Mùi mặn khô. Giờ đồ mè mòn nên cả tắc chỗ ai ạ. Thì cái dân thế? Nè, rất là ngọt luôn. Bên Việt Nam hồi đó đi học thể dục là tao nói ăn món này ăn. Ý đi mùi à? Hàn Quốc ý đi mùi là à? Thật ra mì rồi. Củ sắn. Củ sắn? Ừ. Làm bánh xèo là phải có củ sắn. Ồ, thì cái 맛있다. Hàn Quốc mù 같은 느낌? Nè. Rồi, bây giờ mình sẽ sắc mực nha mọi người. Mình sẽ lấy cái mai của nó ra trước. Đó. Ôi, bàn tay đẹp quá. Nail, so beautiful honey. Cảm ơn. Rồi, 자르면 된대요. 아우, 칼 안 들어요. Cái dao hơi bị lục. Ai này, 내가 못 하는 거였구나. À, là chị mình chỉ mình không biết cắt. Sorry. Ui Lưng 사장님 최선을 다하고 있습니다. 다리도 다리를 이렇게, 이렇게 해서 자릅니다. 그냥 잘라주세요. 컷! 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 이렇게 자, 이렇게 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 계속 잘라줄게요. 그럼 해 thì mình sẽ cắt khúc khúc đi nha mọi người. Chắc khoảng 5cm. 여러분, 우리 엄마가 놀랄 일입니다. 딸이 칼질하고 있습니다. 오, 부추향이 더 많이 나네요. 더 뭐야? Rồi bây giờ mình sẽ đổ bột vô nha mọi người. Thì bột bánh xèo thì đó. Thì mọi người có thể mua ở tất cả các tiệm Việt Nam. Thường thì người ta thấy sẽ dùng bột này. Trứng gà nha mọi người. Đó. 1 2 3 4. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều lên nha. Nhiều khi tôi nghi ngờ về cái khả năng làm bánh của tôi quá vậy. Ủa, con này yên, mọi người có thể xíu nãy tôi nãy trà xin này ưu xím heo. Yên là tạm kia rồi. À, dạ, dạ, chị xong heo, dạ được rồi. Lần đầu làm bánh xèo. Đây là nước cốt dừa nha mọi người. Sawadika, nanonaka. Nước cốt dừa Thái Lan. Vậy là dạ ngon rồi đó. Rồi đổ nước vô một tô nước nha mọi người. Đó, quậy lên. Ôi nó có hành luôn mọi người ơi. Ồ, nó có hành trong nước cốt dừa luôn nè. Ồ, quậy vô đều lên nha. Hành rải vô. Đó. Ôi mình thật là nữ công gia chánh mọi người à. Thật là đảm đang. Mình sẽ cho vào đây một muỗng muối nha mọi người. Rồi, nồi bột của chúng ta đã hoàn thành.
오징어랑 새우를 넣어주세요. 예, 선지매야. 여보, 새우 먹기 땀용해. 오! 색깔 봐라. 나 여보, 남 여우 많이. 와우! 뜨거워요. 아, 뜨거워요? 자, 살살살 더듬줍니다. Rồi, đây là cái chảo chiên nè mọi người. Để mình làm cho nó nóng nóng, đổ dầu vô. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nha mọi người một chảo. Rất là dữ nè. Đó, mình cứ tráng vậy cho tới khi nào mà nó hết bầu thì thôi, cho nó hình tròn nha mọi người. Rồi bắt đầu mới chín nè mọi người. Mình phải chở nha. Hết được hay nữa. Ôi hên quá. Cũng may là được. Rồi sau hồi đổ vất vả thì chúng ta cũng đã được mười mấy cái bánh nha mọi người. Ăn trước cái đi để nó nguội ăn ngon nè. Đó, hấp dẫn ha. Hôm nay mình sẽ ăn kèm rau xà lách hái ngoài vườn. Mà nãy bận quá không kịp để mà quay cảnh hái luôn. Đó, có cái rau gấp cá nè. Gấp cá này Tiên ăn trộm ngoài đường á. Mọc hoang ngoài đường Tiên về Tiên trồng á mọi người. Là bây giờ nó lên nè. Tới mùa xuân là nó lên. Rồi rau găm rồi nó đã tự lên luôn á. Mình trồng một lần mà thôi là còn rễ lại tự lên. Nè, đây là hẹ. Hẹ của thành phố Phố Hang nha. Phan Xí. Rồi, nước mắm nha. Quan trọng nè. Cái hồn của cái món ăn này là cái nước mắm nè mọi người. Cái phần quan trọng nhất. Nước chấm. Nước mắm Việt Nam. Rồi, bây giờ mời cả nhà ăn với hai chị em của Tiên nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. 맛있게 먹겠습니다. 마음으로 만드는 거예요. 베트남 반쌤. 무엇이 들어간? 자, 포항 전구 부추라고 그래야 되나? 포항 부추와 울릉도 오징어 들어간 반쌤. 먼 반쌤 có hẹ của thành phố Phố Hang và mực của đảo Ùn Lưng. Ùn Lưng đồ. Ý cái gì cái gì cái. Ồ, rất là giòn đó mọi người. Basak basak soni tin lời à. Ồ, mà xịt đó. Ủa chứ có thể. Nè, ủa chứ rớt miếng mực thôi mà làm cỡ đó đó. Wow. Có thể basak basak hao wo, mình chắc mà xịt xài à. Ý cái nên, ta thích hay tè. 뜨셔야 맛있어요. 따뜻할 때. 만들고자마자 바로 뜨셔야 돼요. 그냥 봐도 맛있어 보여. 네, 만들자마자. 와, 우리 입에, 우리 집에 상추 진짜 커요. 내 얼굴 많아. 그쵸? 와우. 그 lá salad nó bự bằng cái mặt của Tiên luôn nè mọi người. 그래서 맛을 보고. Đầu tiên là mình sẽ gói nha. Miếng bánh vô. 너무 맛있겠는데? 내가 좋아하는 부추. 자, 부추가 당뇨에 좋고 노화 방지에 좋대요. 아, 그래요? 많이 먹어. 많이 드세요. 노화 방지. 팀 민영이요. 조금 불안해서. Nghe nói là hẹ là trị tốt cho tiểu đường rồi cao huyết áp rồi mọi người. Nói chung là rất là tốt cho sức khỏe mọi người biết rồi ha, hẹ mà. 내가 또 포항에 살다 오지 않았겠어요? 아, 이미진 đã từng sống ở Phú Hàng mấy năm. Cái tên này á, cô ấy ăn bố cô ship bay á. Ôi, nhưng mà anh thấy sao? Phú Hàng anh đã. 포항이 유명한지 몰랐어요. 아무 생각 드세요. 시금치 유명한데 포항. 좀 먹고. 먹어봐. 진짜. 그 여기다 생부추를 넣어 먹어도 괜찮을 것 같아. 나는 부추 좋아하거든. 네. 부추 향이 좋아. 야. Cộng hẹ rất là thơm luôn mọi người. Thơm mà nó ngon lắm. Mà con mực này nè, nó dai dai mà nó giòn giòn mà nó ngọt. Cực kỳ ngon. Mực của đảo Ui Lưng. Ui Lưng rồi. Hết rồi. Bánh xèo nhân hải sản. Cái bánh mà thật sự bẹp sắc cái nhanh này.
신기하네 이것도. 이게 건강될 때가 좋아요. 그치. 노화 방지. 주름 안 생기게 빨리 많이 먹어. 다 먹어도 돼 이거. 그러면 그거 먼저 먹어야 되는데? 이미 늦었어요. 젊을 때 많이 먹어야 돼요. 이제 좀 老화了 mọi người, 좀 nhăn了 mọi người. 아니, 넣어 vô nha. 해. 공항에 가면 해맞이 공원이라고 있어. 광장. 아. 공원 같이 생겼거든요. 그래요? 응. 여기 1월 1일 이제 그러니까 12월 31일 해 마지막 날에 관광객들이 엄청 많이 모여. 1월 오. 1일 해돋이 보려고. 오, 재미있겠어요. 그리고 거기 엄청 큰 솥이 있어. 몇백 명이 먹을 수 있는 큰 솥이 있어. 떡국을 끓여. 그리고 해돋이 보고 나면 그 관광객들한테 그 떡국을 퍼서줘. 무료예요? 무료지. 오, 대박이네. 진짜 좋아하지 말. 진짜 맛있어요 그게. 그럼 ở chỗ đó đó mọi người là người ta có cái công viên á để cho những người Hàn người ta đầu năm mới muốn lên mà ngắm cảnh mặt trời mọc đầu năm mới á. Là cái chỗ đó chứa được tới mấy trăm người lận. Và ở đó còn người ta còn nấu miễn phí. Tết là người ta ăn canh bánh gạo đó mọi người. Canh bánh gạo nha. Ở bên Hàn Tết là ăn canh bánh gạo. Ý nghĩa. Ồ. 누가 만드는지 엄청 맛있는데? 잘 먹고 있어요. 나 두 개 있네. 부추 자르고 오징어 자르고. 한국과 베트남이 만난 거였네 오늘. 내가 한국 오징어와 부추를 잘랐고 임니원 만들고. 아, 이것도 되게 조합이 신기하네. 근데 이거는 sự kết hợp giữa Hàn Quốc và Việt Nam mọi người. 자, bánh xèo Việt Nam mà nhưng là của Hàn Quốc. 해돋이 광장에 가면 딱 바닷가, 그거 바닷가거든. 네. 해변가. 네. 바다에 오른손이 이렇게 모형이 있어요. 딱 이렇게 생겼어요. 이렇게. 딱 이렇게. 아, 메담도 있어요. 어? 다낭에. 아, 그래? 네. 이렇게 있고. 근데 그 광장에 공원에 보면 왼손이 딱 이렇게 있어. 네. 한 쌍인 거야, 이렇게. 이렇게. 그리고 이 손 이름이 뭐냐면 상생의 손이야, 상생. 네. 국민 여러분 다 같이 잘 삽시다. 라는 뜻입니다. 오, 한번 까봐야 되겠네요. 멋있어. 딱 둘은 giống như là cái 볼만하거든. Cái cầu vàng ở Đà Nẵng á mọi người. 그리고 이제 포항에 이제 또 바닷가다 보니까 네. 해변이 많으니까 애들 데리고 놀기도 좋고 네. 볼거리가 참 많아요. 우리 이번에 뭐 포항 놀러 갈 때인데 경북 투어를 해야 될 것 같아. 경북에 갈 곳이 엄청 많거든. 자, 그리고 이제 포항에서 네. 배를 타면 울릉도로 갈 수 있어. 거기에 울릉도 가는 배가 있거든. 네, 그래서 우리가 그래서 뭐 경북도에 놀러 가야 되겠네요. 좋지. 경북 가면. Mai mốt hai chị em rủ nhau đi du lịch ở tỉnh Cần Bút nha mọi người. Em từ giới rừng bằng hết té. Trời tan chập. Hôm nóng đó. Cần Bút thì đau rồi. Hai chú đau rồi. 괜찮아 근데 그게 이제 여름이니까 애들 바닷가 놀기도 좋고 해맞이 광장 가면은 공원이다 보니까 애들 뛰어놀기 좋고 죽도 시장이라고 해서 죽도 시장. 모든 해산물이 다 팔아요. 바닷가니까. I like seafood. 너 엄청 좋아할 거야. 거기 그냥 이불로 관광차들이 많이 와. 그거 볼 거기 죽도 시장에 장 보러 오는 사람들도 있고 많이 보러. 거기도 괜찮고. 되게 땅 해산 lắm mọi người. 소음. 뭐 또. 뭐 거 tỉnh Cần Bút đâu. 뭐 거 đảo Ulleung nè. 울릉도 가면은 이제 그 포항에서 울릉도 들어가는 배가 있어. 그 배를 타. 그리고 가면은 특산물 오징어는 항상 깔려있대. 이렇게 마른 오징어, 생물 가면 살 수 있고 그 다음에 거기 가면 울릉도 특산물이 되게 많거든. 네. 미역이라든지. 새우 튀어나왔어요. 엄청나게 짜리가 뭐나 먹었네. 새우 살고 싶은 거예요 지금. 어, 이제 먹고 또 얘기하자. 오.
딱 포항을 가면 울릉도를 갔다가 그리고 청도라는 곳이 있어. 청도 가면은 이제 반시 감이 또 있거든. 반시 하나 감. 홍시처럼 만들어 먹는 거. 살짝 홍시처럼 만들어 먹는 거. 그것도 엄청 맛있고. 그리고 그쪽 청송 쪽으로 가면은 이제 사과가 엄청 많이 있고. 아, 볼거리 엄청 많아. 이게 존이야. 그러니까 시골들인데 볼거리가 하나씩 계속 있는 거야. 좋은 데 많네요. 그리고 가보면 한데. 그치. 3박 4일 가야 되겠네요. 안 되다. 더 가야 돼. 리자 갈까 또 뭐했죠? 3박 4일 갖고 안 돼. 아니 니 여기 갈라? 니 뭔가 안 남러? 시간 있으면 내가 데려갈 수 있는데. 앙똥 찜닭, 호랑부추, 얼릉동 오징어. 와 또 뭐 또 뭐 있어요? 영덕에 바로 포항 바로 옆에 영덕. 공구와 백두익 내 mọi người ơi, tỉnh Kiều Bút như đặc sản lắm. 또 뭐 있어요? 그리고 청송, 사과. táo. 진짜 맛있어. táo rất là ngọt luôn mọi người. Bên Việt Nam mình kêu bằng táo mật á. 가을 되면 내가 시켜주잖아. 청송 사과. 거기서 나온 거. 그리고 김천을 가면 여름이다. 이제 지금 나온다. 포도하고 자두가 나와. 그리고 táo nữa. 망어? 망어? 자두 이런 걸로 만든 음식들도 있더라고 가니까. 자두 장아찌 이런 것도 있고. 김천이. 그리고 người ta đến mặn mà ngâm tương nữa mọi người. Wow, đặc biệt thiệt. Hôm nay mới có chút vậy rồi. 자두 어떻게 장아찌 잡나 딴 말이야? 맛있어 맛있어. 되게 독특해 향이. 그리고 직지사라고 하는 절이 있거든. 엄청 오래된 절이야 그게. 네. 템플스테이라는 게 있어. 템플이 절이잖아. 거기서 이제 머물면서 수양을 하는 거지. 마음을 비우고. 영원아 우리 내 나는 안 가도 돼. 왜? 어? 나 괜찮아. 비울 게 없어요. 가고 싶으면 얘기해요. 네. 나 되게 잘 돼. 난 갔다 왔었거든. 그리고 앞에 보면 돌로 만든 공원도 있고. 와. 볼만한 게 너무 많더라고. 왜 나를 안 데리고 가요? 너 한국 오기 전인가 봐. 몰래 간 거 아니야? 그랬을 거야 아마. 내가 볼 땐 몰래 간 것 같은데? 자 여러분, 자 그런 곳이 많이 있습니다. 이 요래는 뭐 뭐요? 한 먹방. 다음에 꼭 데리고 가야 돼요. 자 많이 드세요. 맛있습니다. 왜 대답 안 해요? 울릉도 동남쪽. 아 그거는 독도 노래인데. 울릉도에서 또 배를 타고 들어온 독도란 곳이 있거든. 독도 들어봤어요? 네. 그것도 경상북도 울릉도 독도로 들어가 주소가. 독도 알아요? 예. 우리나라예요? I know. 우리나라 땅이에요. 일본이랑 맞아요. 근데 대한민국 응원합니다. 그러세요. 네. 화이팅. 대한민국 땅입니다. 그렇습니다. 맛있다. 딱 봐도 알아요. 응. 빵 비 ngon 까 thứ mấy rồi chị? 아니 안 먹었어요. 아니야. 근데 그 뭐 이렇게 잘 먹으니까 내가 기분이 좋아. 난 만들 준 거니까. 맛있어요. 잘 만들었어요. 나라 음식이니까. 네. 솔직히 얘기하면 이게 반세로 먹으면 조금 기름진 게 있거든. 이게 왜냐면 굽는 거니까. 볶고 굽고. 근데 오징어 들어가니까 씹히는 맛이 되게 식감도 있고. 부추가 그 향이 조금 느끼한 걸 확 잡아줘. 반세 그냥 요요 먹어. 근데 막 con mực đó mọi người. 그게 좀 있냐. Con mực với hẹ vô á. Nó đỡ ngán. Ăn nó đỡ ngán. 참 궁합이 잘 맞는 것 같아요. 네. 얘들이. Ăn nó hợp dễ sợ luôn mọi người. Giống như bộ combo vậy đó. Hăng set thử cách thế. Hăng không, hăng combo cách thế. 니랑 나처럼. 니 오늘 왜 나 거부해? 오늘 임니 언니 나 거부하네. Mọi người nhớ ghé tỉnh Cần Bút chơi nha. Năm này corona vaccine mắc còn năm nhé. Hàn Quốc về Cần Bút tôi là nổ lô dây dơ rồi buôn.
아유, 경상북도는 청정 지역이 많아가지고 지금 가도 괜찮아요. 가세요. 맞아, 우리 여기 먹는 거. 마스크 끼세요. 여러분, 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 나중에 꼭 경상북도를 한번 더 검색 한번 해보시고, 그리고 보이스 TV 띠띠띠띠 좋아요 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 눌러주세요 눌러주세요. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của tình ngày hôm nay nha. Thì mọi người muốn tìm hiểu thêm về văn hóa ẩm thực cảnh đẹp của tỉnh Cần Thơ Búc Tô thì mọi người hãy đăng ký và nhấn chuông cho kênh Boiso TV nha mọi người, và nhớ đi đến tỉnh Cần Thơ Búc Tô để du lịch và ăn nhiều món ngon nữa nha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn. Dẫn sang bữa trưa sơ cảm xa mida. Quay đi. Hãy đi. Thank you.